Nhưng em đã biết thì thị trường đang trong giai đoạn ảm đạm và chưa rõ xu hướng. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều dự án game đang tích cực hoạt động và build sản phẩm của mình. Cùng với đó là các quỹ đầu tư cũng đang rót tiền rất nhiều cho các dự án game, cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này là cực kỳ lớn. Các tựa game ngày càng được nâng cấp hơn, khi đó anh em sẽ có những trải nghiệm với những tựa game đồ họa chất lượng và siêu hấp dẫn luôn anh em nhé. Ok, không thể để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với con game đầu tiên nào. À, mà anh em nào xem kênh đã lâu, hay anh em là những người mới lần đầu tiên đến với Bang Bang Gaming thì cho tôi xin một like và một subscribe anh em nhé. Và tựa game đầu tiên là Arena Battleground, là một trò chơi chiến lược thu nhỏ Playtune đầu tiên trên blockchain. Đây là trò chơi chiến lược nhập vai theo lượt. Theo đó, người chơi cần phải xây dựng và đào tạo một đội quân NFT của họ, đồng thời chiến đấu với những người chơi khác trong lối chơi chiến lược phức tạp để đổi lấy phần thưởng. Những phần thưởng này dựa trên hiệu suất trong các trận chiến và bao gồm mã token và đồ sưu tập NFT có thể được giao dịch trên Marketplace hoặc sử dụng trong các trận chiến. Arena có kế hoạch mạnh mẽ để thúc đẩy việc áp dụng trò chơi blockchain bằng cách cung cấp cho người chơi toàn quyền sở hữu kỹ thuật số và trải nghiệm trò chơi chất lượng cao. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể thấy Arena cũng có một dàn backer cực khủng khi được một trong những ông lớn trong lĩnh vực game là Animoca Brand đầu tư vào dự án. Animoca Brand hoạt động trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số, chuyên về công nghệ blockchain, trò chơi và trí tuệ nhân tạo để phát triển và xuất bản một danh mục lớn các sản phẩm di động, bao gồm các trò chơi như The Sandbox, Crazy Kings hay Crazy Defense Heroes. Và tựa game tiếp theo, tựa game số 2 đó chính là Eternal War, là một kiệt tác game di động 3A Cyanxia đầu tiên trên thế giới do đội ngũ phát triển game Singapore tạo ra trong 3 năm. Bộ phận lập kế hoạch, thiết kế đồ họa, lập trình khách hàng và các nhân sự khác đều đến từ các nhà lãnh đạo game hàng đầu thế giới, những người đã nhiều lần tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm game nổi tiếng trên thế giới như Legend, Assassin's Creed, League of Legends hay Lost Ark. Eternal War không chỉ để tạo ra một trò chơi trực tuyến mà còn là một trò chơi nền tảng liên kết chủ sở hữu tiền điện tử với chủ sở hữu NFT, người chơi và streamer. Trò chơi có tính năng kết nối người chơi với nhau, chẳng hạn như các băng nhóm, nhiệm vụ băng đảng và chiến tranh trong các băng đảng. Trong game, người chơi có một hệ thống cạnh tranh mạnh mẽ, cạnh tranh giữa các băng đảng và cạnh tranh giữa các vương quốc, hiện thực hóa một thế giới cổ tích với mức độ tự do, sáng tạo và đam mê. Eternal War có backer là Westlab, một trong những quỹ đầu tư nổi bật tập trung vào công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng. WebLab cũng hỗ trợ kết nối các dự án mới được xây dựng trên Launchpad. Và tựa game số 3 tiếp theo đó chính là Legend of Aria, là một MMORPG NFT game play to earn được lấy cảm hứng từ các trò chơi như RuneScape và Ultimate Online. Legend of Aria sẽ được khởi chạy trên 3 nền tảng blockchain chính, đó là Solana, Polygon và Harmony. Legend of Aria sẽ là Metaverse giả tưởng cuối cùng, nơi người chơi có thể sở hữu đất, xây nhà ảo của riêng mình và phiêu lưu vào một thế giới rộng lớn, nơi họ có thể sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để kiếm tiền. Để đảm bảo trải nghiệm Metaverse giả tưởng đỉnh cao cho người chơi, trong 8 năm qua thì đội ngũ dự án đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra một khung phát triển năng động, được gọi là công cụ set. Nó cho phép sản xuất nhanh chóng nội dung trò chơi và quyền sở hữu an toàn. Điều này giúp cho người chơi không ngừng mở rộng trải nghiệm trong trò chơi, giữ cho nó luôn mới mẻ và thú vị trong nhiều năm tới. Legend of Aria sẽ khởi chạy trò chơi với trọng tâm là cung cấp tầm nhìn ban đầu, được thực hiện cùng với các nhà phát triển mới, một thế giới mới, nội dung sandbox mới bao gồm thuyền, nhà ở của người chơi tùy chỉnh, hệ thống PvP được nâng cấp, hệ thống nhà tù, v.v. Về backer của dự án bao gồm những cái tên nổi bật như Engine Starter, một nền tảng Launchpad uy tín đã lăn rất nhiều tựa game. Đối tác tiếp theo là GameStation và GameStarter, cũng là hai nền tảng Launchpad cho các tựa game nổi bật trong thời gian vừa qua. Và tựa game số 4 đó chính là Cloneverse, là một dự án game play to earn phi tập trung xây dựng trên Polygon Network. Mục tiêu của dự án là tạo ra game play to earn strategy trên thế giới mở đầu tiên với sự phát triển không ngừng.
Dự án này được lấy cảm hứng từ StarCraft, Mass Effect và nhiều vũ trụ khoa học viễn tưởng khác. Trò chơi Clone vs 3D là một real-time strategy dựa trên Polygon Network. Bạn có thể bắt đầu chơi với bộ công cụ dành cho người bắt đầu có chứa đất, hai công nhân, tài nguyên ban đầu. Ngoài ra thì có 3 nguồn tài nguyên chính trên các vùng đất, đó là Coin, Chest và Silicon. Mọi thứ trong game đều được tạo ra từ 3 nguồn tài nguyên này. Bạn có thể bắt đầu với hai công nhân, đất đai và tài nguyên. Bạn sẽ có hai tòa nhà cơ bản, nhà thu gom rác và nhà thu gom silicon. Cơ chế chơi game trong Clonver khá thú vị và mới mẻ, hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều người chơi mới tham gia. Backer nổi bật của dự án là Liquidity, một nền tảng hệ sinh thái NFT gaming trên BNB Chain. Liquidity hướng tới mục tiêu trở thành thị trường NFT cross-chain thân thiện với người dùng, cho tất cả mọi người tích hợp từ các hệ sinh thái như Flow, Binance Chain, Polkadot và Ethereum. Đến với tựa game số 5, hứa hẹn sẽ mang đến cho anh em những điều thú vị, đó chính là Hunter Space. Là một dự án game được sản xuất tại Ý, được phát triển bởi một công ty sản xuất và phát triển trò chơi AAA, bao gồm một nhóm hơn 30 người gồm các nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà phát triển. Dự án đã có mặt trên thị trường được hơn 4 năm. Đây là một trò chơi video game cao cấp, kết hợp cơ chế khám phá và chiến đấu. Thông qua công cụ đồ họa Unreal Engine cho phép trải nghiệm đồ họa chân thực và ngoạn ngục. Nó sẽ được phát hành trên các thị trường game hàng đầu như Steam trên PC hay PlayStation 5 và Xbox Series X và S. Trò chơi điện tử về cơ bản đã tạo ra được sự quan tâm cực độ đến nỗi nó đã được chia sẻ bởi các hãng tin tức quan trọng, ví dụ như PlayStation, Microsoft Xbox hay IGN. Đây là một trò chơi độc lập tách biệt với phiên bản single player. Hunter Space Multiplayer sẽ có cơ chế play to earn. Trong Hunter Space Multiplayer, bạn sẽ có thể chọn chơi giữa 5 kiểu nhân vật khác nhau, mỗi kiểu lái một con tàu vũ trụ đặc biệt và có khả năng vượt trội khác nhau. Bên cạnh đó thì Hunter Space cũng là một trong những tựa game đặc biệt đạt được 3 giải thưởng ở 3 hạng mục khác nhau. Giải thưởng đầu tiên là vị trí thứ 2 trong cuộc thi Hubi Hackathon của Nextide. Giải thưởng thứ số 2 đó chính là The Epic Mega Grand. Và giải thưởng số 3 đó chính là dự án mới nổi NFT tốt nhất năm 2022 của Forbes. Về backer của dự án này thì backer chính đó chính là SeedFi, một trung tâm đổi mới blockchain với quỹ giai đoạn seed, giai đoạn hạt giống do DAO điều khiển để trao quyền cho những đổi mới tiếp theo của hệ sinh thái blockchain thông qua cơ chế quản trị, phản hồi, tham gia và tài trợ dựa vào cộng đồng. Tựa game số 6 đó chính là Monstera, là một trò chơi multi-chain chạy trên mạng BNB Chain, Avalanche và Terra, lấy cảm hứng từ thế giới thú cưng của trò chơi SC Infinity và lối chơi trong Clash of Clans hoặc Boom Beat của Supercell. Trò chơi đặt chân vào một thế giới hư cấu xoay quanh việc trồng trọt, xây dựng tài sản và chiến đấu với các vùng đất khác với những sinh vật huyền bí có tên Mongen. Thiết kế của Monstera kết hợp giữa mô hình free-to-play và free-to-earn cho phép hàng triệu người đam mê trò chơi vui vẻ thú vị và kiếm được lợi nhuận mà không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu. Với mục đích chung là xây dựng một trò chơi freemium, Monstera cho phép người chơi tham gia trò chơi với những vật phẩm miễn phí ban đầu. Người chơi sẽ không phải sử dụng mã thông báo để mua vật phẩm miễn phí, nhưng họ có thể chuyển đổi những thứ miễn phí thành vật phẩm NFT bằng cách sử dụng mã thông báo MSTR. Người chơi có thể có cơ hội kiếm được mã thông báo và vật phẩm NFT từ trò chơi miễn phí. Backer của Monstera với sự có mặt của các quỹ lớn trong thị trường crypto như Hashit, quỹ đầu tư hàng đầu tại Hàn Quốc, hay Hubi Venture của sàn giao dịch lớn tại Trung Quốc. Ngoài ra còn có Carrot Venture và IT Lab cũng là backer của dự án. Và tựa game cuối cùng, tựa game số 7, đó chính là Epic War. Epic War là một trò chơi blockchain trực tuyến toàn cầu đầu tiên mang thế giới thực và thế giới ảo lại với nhau. Trong trò chơi, người chơi có thể tạo ra hình đại diện, vũ khí, thiết bị và bản đồ nhỏ độc quyền cho riêng mình. Họ có vô số cách để tùy chỉnh nhân vật của mình. Người chơi có thể tạo ra các bang hội và chinh phục các hành tinh khác trong trò chơi thế giới mở. Họ có thể tạo ra một bản đồ và kịch bản bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Epic War là một trò chơi bắn súng nhiều người chơi trực tuyến, có nhịp độ nhanh, cho phép bạn tiến bộ bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong chế độ PvE
hoặc chiến đấu với những người chơi khác trong chế độ PvP hoặc PvPvE. Tựa game đang được phát triển trên hệ sinh thái Binance BNB Chain là chain chính của nó. Ngoài ra thì còn có các chain tích hợp khác là Solana, Polygon và Near. Người chơi có thể chơi theo cơ chế free to play hoặc có thể chơi theo cơ chế invest to earn. Môi trường chơi game FPS hiện đại được xây dựng trên blockchain. Epic War lấy cảm giác của một trận chiến bắn súng góc nhìn thứ nhất, kết hợp nó với thị trường do người chơi điều khiển để tạo ra trải nghiệm chơi game hiện đại thú vị. Với cơ chế trò chơi công bằng, play to earn thông qua nỗ lực dựa trên thời gian, nền kinh tế xoay vòng. Các nguyên tắc cơ bản của trò chơi thú vị là cốt lõi của nó. Epic War có khả năng cung cấp cho bạn một cuộc phiêu lưu khoa học viễn tưởng tuyệt vời và một nền kinh tế to lớn trong trò chơi blockchain, cho dù bạn là một tân binh hay là một game thủ dày dặn kinh nghiệm. Về backer của dự án gồm những backer nổi bật như IST Lab, TechBiz và Studio Rover. Trên đây là top 7 tựa game NFT sắp ra mắt IDO trong tháng 8 này. Anh em có quan tâm đến các vòng mở bán sớm của các tựa game, có thể tìm hiểu chi tiết qua các link của dự án mình có để dưới ở phần mô tả của video này để anh em có thể tham khảo. Video này cũng sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.